Vâng, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin test hai cây nhạc cụ của hai vị khách hàng đã đặt sẵn ở bên mình. Cây đầu tiên mình xin test là cây đàn Nguyệt của anh Dương ở Cao Bằng. Đây là một cây đàn Nguyệt chuyên cho hát văn mọi người nhé. Mình sẽ test thử âm thanh của nó. Cây tiếp theo là cây đàn nhị hồ Trung Quốc của anh Đạt ở Thường Tín. Anh có đặt một cây nhị hồ, bây giờ mình test thử tiếng này. Đàn này âm thanh kêu khá là hay. Đây là cái đàn của anh Đạt của Thường Tín. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của mình. Nếu mọi người thấy video này hay, tiện lợi cho mọi người trong việc lựa chọn những cây nhạc cụ mà mọi người yêu thích, thì mọi người có thể ủng hộ Nhạc Cụ Đàn Hương bằng những hình thức ví dụ như like, share video, đăng ký kênh để được nhận thông báo mới nhất từ bên Nhạc Cụ Đàn Hương, để bên mình có thêm động lực để ra những cái video test sản phẩm mới để phục vụ mọi người. Vâng, xin chào mọi người.